Hello, xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay ạ. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại khu kỹ thuật của DK Brown. Trước màn hình ống kính là một ca phun môi đang được thực hiện bởi chuyên gia Hoàng Quyên. Và bây giờ thì mình sẽ đặt một vài câu hỏi, mà đây cũng là những câu hỏi mà các trẻ em thắc mắc rất là nhiều, để chuyên gia Hoàng Quyên của chúng ta để có thể giải đáp cho tất cả mọi người nhé. Hello chị Quyên. Hello, chị Quyên ơi, cái công nghệ phun môi mới tại DK ấy, thì sẽ giảm thiểu tối đa bao nhiêu phần trăm cái độ sưng này hả chị? Giảm thiểu đến 80-90% em nhá. Và với những cái môi về cái độ sưng này thì cái cơ địa môi thì có ảnh hưởng nhiều không hả chị? Cái này chỉ ảnh hưởng một chút xíu, không đáng kể, bởi vì bây giờ chủ yếu là do cái kỹ thuật mình đi làm sao để cho khách hàng không bị sưng. Vâng. Và sau khi phun môi xong như thế này thì có phải ăn kiêng không hả chị Quyên? Với cái công nghệ mới của DK thì không phải kiêng thêm bất cứ một thứ gì em nhé. Ăn uống bình thường luôn. Vâng, vậy công nghệ này nó có khác gì với những công nghệ cũ mà ở những công nghệ cũ ở những cơ sở khác thì em thấy là mọi người và các chị em là sau khi phun môi xong là cũng vẫn phải kiêng thịt bò này, kiêng rau muống và kiêng cả xôi nếp nữa. Lý do vì sao hả chị? Chị nghĩ là do họ có thể là đi quá sâu ấy. Vâng ạ. Quá sâu như là công nghệ xăm ngày xưa ấy. Thì những cái đấy thì họ sẽ phải kiêng, bởi vì sợ đi sâu thì sẽ thành sẹo. Tránh những cái đấy. Nhưng mà với công nghệ của DK thì là công nghệ vi chạm, công nghệ châu Âu, mình chỉ lướt nhẹ trên bề mặt môi thôi. Vâng ạ. Nhưng mà không phải kiêng thêm bất cứ một cái gì hết. Làm xong khách hàng như đánh son thôi. Tức là vì là cái kỹ thuật đi mạnh quá nên là để lại sẹo nên là mới phải ăn kiêng đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Mọi người lưu ý nhé, thì chuyên gia tại DK thì sau khi trong khi phun môi ấy, thì các chuyên gia chỉ đi nhẹ kim trên lớp thượng bì của môi thôi, đến khi môi bong ra màu sẽ rất là tự nhiên, và bên cạnh đó thì không cái sâu đi mạnh cho nên là sẽ không có cái hiện tượng để lại sẹo, nên là đây cũng là lý do mà các chị em không cần phải ăn kiêng sau khi phun môi tại DK nhé. Quan sát đấy thì là cái ca môi này đang được thực hiện là mọi người không hề thấy có cái hiện tượng sưng gì cả, rất là bình thường thôi. Đó, nên là các chị em thường là hay sợ là phun môi xong thì môi bị sưng là cái thứ nhất này, cái thứ hai là phải ăn kiêng rất là lâu, kiêng rất là nhiều thứ nên là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt. Đó, tuy nhiên thì phun môi tại DK thì lại hoàn toàn khác. Nếu như mà chị em có tò mò hay là có thắc mắc về dịch vụ thì có thể inbox trực tiếp qua fanpage hoặc là gọi điện đến số hotline để các bạn tư vấn của DK có thể là tư vấn kỹ, chi tiết hơn cho mọi người về dịch vụ tại đây nhé. Chị Quyên ơi, thông thường thì môi phun xong thì sau khi bong ra thì em thấy nó rất là nhạt ấy, thậm chí là không đều màu ấy. Thì vậy sau bao nhiêu lâu thì màu môi nó sẽ đẩy dần lên và ổn định hả chị? Thường thì đây là nhà mình đi cây là đang dùng mực hữu cơ. Vâng. Hữu cơ thì không thể lên ngay màu lập tức luôn, là màu đẹp luôn. Vâng. Mà màu sẽ đẩy dần lên trong khoảng đến 2 đến 3 tuần là mình nhìn thấy màu đẹp rồi. Thì để ổn định nhất ý, là để khi mình có thể dặm lại lần thứ hai ấy là sau 2 tháng. Nếu như mình dùng mực vô cơ ấy, thì có thể là màu sẽ lên ngay. Vâng. Và sau khi lên ngay đẹp luôn thì khoảng một thời gian ngắn sau là sẽ bị chìm mực xuống. Và nếu như cái gốc mực mà không đảm bảo thì có thể là gây cái hiện tượng bị xỉn màu hoặc là bị thâm môi đúng không ạ? Đúng rồi. Và đó, như các chị em cũng vừa nghe cái chia sẻ của Master Hoàng Quyên ấy, là với những chị em mà phun môi xong tại DK mà màu chưa, sau khi vừa mới bong xong ấy thì màu chưa thể là đẹp luôn được. Nên các chị em lưu ý nhé. Và màu môi của mình sẽ đẩy dần lên và ổn định trong vòng 2 tháng. Và sau 2 tháng đó thì sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng gọi điện để hẹn các chị em đến qua DK để các chuyên gia có thể kiểm tra và dặm lại nếu cần nhé mọi người nhé. Nên là các chị em hãy phải là kiên trì, vì cái màu mực mà DK đang sử dụng là mực hữu cơ nên là sẽ phải trải qua một khoảng thời gian, đó là 2 tháng màu mới ổn định được. Và sau khi mà đã ổn định rồi thì màu môi sẽ rất là tự nhiên và môi sẽ trong hơn. Và đặc biệt là sau khi phun môi xong ấy thì sẽ giải quyết được tất cả những khuyết điểm của môi, như là môi thâm này, môi nhăn này, môi nhợt nhạt đó. Thay vào đó chúng ta sẽ có những đôi môi thật là tự nhiên và căng mịn, nhất là trong cái thời tiết lạnh sắp tới và mùa đông sắp đến rồi, nên là cái việc mà giữ cho cái đôi môi của mình lúc nào cũng căng mọng sẽ rất là khó. Nên là chỉ mất 60 phút thôi là các chị em đã có một cái đôi môi hoàn toàn là tự nhiên rồi.
cảm ơn những cái chia sẻ của chị Quyên rất là nhiều. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Và nếu như mọi người có còn những cái thắc mắc về dịch vụ cũng như là về những cái công nghệ làm đẹp tại DK thì mọi người có thể để lại câu hỏi dưới livestream này hoặc là inbox trực tiếp qua fanpage nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Bye bye mọi người.